Vậy anh theo dõi cuộc sống của tôi Việt Nam có cái gì đó. Cả ngày đi xe, đi tàu bay, rồi đi xe nhà binh, làm việc nhà binh. À, có những buổi họp hội đồng nội các trong 5-6 giờ chiều thì cả trong Dinh Độc Lập thì nó cũng Vậy sẵn là làm anh cơm, nhưng mà tự nhiên tôi bảo các ông bộ trưởng này thôi cứ cơm tây cơm tàu mãi chán quá vì tôi đang thèm mắt vợ, các ông nghĩ sao? Ông nào bảo vâng, thế là tôi cho mấy anh lính nó vác cái xe 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 vận tải nó ra chỗ Hiền Vương này, bảo cái anh cánh phở cái xe phở phở gà đó. Ê, ông kỳ ông mua hết tất cả đây, giờ trả lên mang vào. Thế mang vào Dinh Độc Lập, thế là mỗi anh làm bát phở. Thế thôi về. Cuộc sống ăn uống của tôi nó giản dị lắm. Nhưng mà tất nhiên ở cương vị tôi thì mọi chi tiêu là do phủ, chủ tịch hành pháp, nó cũng có những cái bất chất riêng của nó chứ. Hiểu không? Mà chuyện đó là do đồng lý văn phòng mọi người Rồi, làm. Chứ đúng không rồi. bao giờ tôi để ý cái chuyện đó. Không bao giờ tôi dính vào những chuyện tiền bạc, hay là nhất là ngay cả vấn đề ơi đặt người con tôi là bạn tôi là cháu tôi vào chỗ này, không bao giờ tôi dính vào chuyện đó. Những cái ông bộ trưởng tổng trưởng còn sống bây giờ họ có thể làm chứng cho tôi chuyện đó. Chưa bao giờ tôi gặp một ông trợ tổng trưởng hay bộ trưởng hay tổng giám đốc nào nói tôi có thằng cháu tôi thằng con này tôi có người em này đây cho nó giúp cái bộ này, never never, cái đó tôi kỵ kinh khủng. Thành ra sau này những con cháu trong nhà thì nhiều lúc tôi có thể nó hận tôi, Tách nó hận đó, nó ghét tôi đó. nói một người làm quan cả họ đến nhớ Nó này là mình càng làm quan quan là đại càng thân gần là phải đại bị có quan đi đi luôn. sai. Ở đây lạ thế, bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng hơi hơi quá khích ở trong việc đó. Đáng nhẽ không nên như vậy. Mình đã nói tay thì dù sử dụng với đằng này là không Thì ít nhất nói thật ra là nó cũng có thể tài ngang nhau thì dùng nó là người quen thì người anh em hay người con cháu mình còn tin được. Bằng cớ này tôi mời mời mấy anh lạ đó những thứ võ lông chớn này rồi đến cuối cùng nó cũng phản mình cơ. Anh nhớ là khi hội nghị Manila đó 6-7 anh gọi là bộ trưởng miền Nam ấy, cùng một lúc nó từ chức hết. À, để nó gây scandal cho mình. Thì đối với tôi là từ chức là tôi không giữ nhưng mà tôi chỉ gọi từng anh một lên tôi hỏi nên thế tôi hỏi. Tôi làm cái gì các anh mà để các anh từ chức? Thì anh nào mà không thiếu tướng đối tốt lắm. Chuyện trong bộ chúng tôi hoàn toàn làm. Không bao giờ ông dính vào với là chen vào cái chuyện đó. Tôi bảo thế thì tại sao mà các anh từ chức? Thì anh cứ ú ớ, anh nói tại ông Loan này, tại cảnh sát, tại này. Tôi bảo thôi, tại vì các anh lại giở trò Nam Bắc. Các anh lại nói này này, tất cả những người miền Nam này không chịu ông Thủ tướng Bắc Kỳ. Phải đợi đúng lúc sắp cửa có cái hội nghị Manila rồi có 7-8 nước để làm cho như là một thành một cái crease không? Để làm nhưng mà các anh nhầm hết. Thấy không? Cái sự từ chức của các anh không có ảnh hưởng gì tới cái chính quyền này. Và thay thế 7 anh đó thì chỉ trong 1 tiếng đồng hồ tôi kiếm được 7 người có nếu cần xuống hàng sĩ quan trong quân đội cũng kiếm được 7 người có bằng cấp như các anh cũng đi còn hơn các anh nữa. Nhưng mà đấy tôi gọi các anh để tôi muốn biết, tôi nói thẳng cho các anh biết rằng tôi tử tế với các anh như vậy mà bây giờ các anh lại giở trò chính trị chính em đó. Giờ chuyện đó thì sau kiện khi tôi họp hội nghị ở Manila đó, ông Tổng thống Johnson cũng không nói gì chuyện cả. Mà báo chí ở ngoại quốc chẳng ai nó hỏi gì cả. Các anh về kênh thấy kênh hố. Bởi vì lúc đó cương vị của tôi và danh tiếng của tôi mạnh hơn các anh nhiều quá. Thật ra thì ông Tổng thống Johnson có lúc là ăn cơm mình ngồi đó, ông có hỏi này thì ông thấy chuyện mấy cái người bộ trưởng nó từ chức là chuyện là sao? Tôi bảo thì nó thích từ chức nên từ chức. Nhưng mà ông đừng lo. Nếu mà kiếm 7 người bộ trưởng có tài có cán như 7 anh này thì kiểu trong 1 tiếng đồng hồ tôi kiếm 70 anh. Bởi vì những người này không phải đảng của tôi không có ân huệ mà không họ không là cái gì hết. Thế ông kia bảo đấy, thế 7 anh này trong nó có Võ Quang Triều về xong này hối hận lắm à. Anh ra ngoài bây giờ anh bắt đầu anh sợ tôi bắt anh đi quân dịch chứ. Đấy không? Mà anh thấy tôi cũng không thèm trả thù. Thế nói thật ra nếu mà tôi định là hành các anh ấy, chỉ bắt anh đi quân dịch đi play cùng là cái đời các anh nát đít rồi đấy. Còn gì nữa? À, thế nhưng mà đấy về sau bây giờ nói thật bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ lại là đáng lẽ tại sao mình không dùng những người anh em của mình, tại sao mình không dùng trong gia đình của mình,
Bởi vì dùng các anh ở ngoài mình để muốn giữ cái chuyện vô tư, rốt cuộc các anh có vô tư lắm. Các anh cũng bẩn, các anh cũng lại bè phái, các anh cũng nhăn nhó. Họ không có appreciate cái chuyện đàng hoàng của mình. Thì theo tôi nghĩ bây giờ nếu phải làm lại đó, phải dạy dỗ các anh. Phải dead it đấy. Không có chuyện tử tế gì. Thế. Nhưng mà tất cả những cái chuyện đất đít cũng như tôi nói với những người gọi là chính quyền của Đảng Cộng sản. Cần đất đít là cái đất đít, nhưng mà đất đít để xây dựng đất nước. Bắt đứng và xếp hàng không được nhúc nhích. Bắt vào kỷ luật quốc gia để xây dựng cái quốc gia này, chứ không phải kỷ luật để mà cho cả một đảng hay một nhóm canh hưởng. Thì cái đó là tôi hoàn toàn thấy chống. Nhưng mà cứ bắt đất đít ngồi vào kỷ luật sắt để mà xây dựng quốc gia này trở thành cũng còn nước chậm tiến, thì canh sẽ có tôi đứng hàng đầu ủng hộ canh. Đất đít thì không có nói chuyện dân chủ, bắt xếp hàng là xếp hàng, bắt ngồi là ngồi, bắt đứng là đứng, cầm sẻng là phải cầm sẻng. Nhưng mà có đời sống tối thiểu, tinh thần vật chất phải cho họ. Và nếu mà khi người dân mà dù có ngu tới đâu, đen tới đâu, nhưng mà hiểu rằng mục tiêu của họ làm cuối cùng vẫn là cái chuyện bức tường thành của bức lâu đài của dân tộc, của đất nước, họ sẽ làm hết. Lúc đó anh khỏi cần phải đét tít họ đâu, phải không? Tôi nghĩ rằng người nào cũng trong họ hiểu được là nếu làm cho đại sự, họ sẵn sàng nhịn đói nhịn khát, thì cũng như các anh trong lúc thời kháng chiến ở trong rừng, phải không? Còn bây giờ các anh không còn chuyện đó nữa rồi. Bây giờ nói bắt các anh phải hy sinh là không còn chuyện chết sống. Anh nói chuyện bây giờ anh nào cũng cập miệng mà hạ cánh an toàn. Chính xác như vậy. Mà cái đó là tôi cũng nói trong những cái bài xã luận và nói chuyện của tôi. Nếu người cầm quyền mà để cho người dân tin và chỉ có một cái vision, chỉ cho họ biết rằng 10 năm nữa đất nước sẽ ở đây và các anh sẽ là cái gì, thì trong 10 năm đó, người dân nếu có bắt họ phải chịu khổ, chịu đói, chịu rét, họ cũng sẽ chấp nhận. Hay 20 năm nữa họ cũng vẫn chấp nhận. Bởi vì nói người dân ngu cu đen, nhưng mà ở cái gọi là cái nhạy cảm của cái mass của cái dân tộc luôn luôn nó có. Và luôn luôn khi mình nói chuyện tương lai của dân tộc, tương lai của đất nước mà rõ ràng như vậy, người ta sẽ hiểu hết ngay. Chứ không nói là nó ngu, nó không hiểu, là anh mới là một cái thứ mà không, ngu không hiểu gì hết cả. Đấy là cái message tôi vào trong nước gặp những người cầm quyền lớn, nhỏ, Nam, Trung, Bắc, tôi đều nói, thẳng thắn nói chuyện đó. Cũng như vấn đề cứ đi bắt nạt hay làm khó dễ những người gọi là activist, những ông thầy chùa. Và họ đó, những người gọi là activist trong nước, Hoàng Minh Giám, Hoàng Minh Chính hay là cái gì gì đó, Nam, Niết, Hải, Hiết gì đó. Đến giờ đầu ngón tay con đội 9 đây. Thế tôi hỏi 9 người đó nó làm gì mà có thể lật đổ được cái chế độ của các anh. Còn nếu mà anh, nếu tôi là các anh mà tôi nghĩ rằng một anh nào tôi chứ đừng nói 9 anh mà là thật sự có thể nguy hiểm cho tôi cho đi mò tôm ngay. Chứ không phải cứ nó đi ra khỏi đường cũng lại chặn khám chân, khám giày, làm chuyện trẻ con nít. Mấy cái anh làm như vậy để cho thiên hạ nó cười. Nhưng mà cái hay nhất đó, nếu chỉ có 9 người anh đó thì cứ đàng hoàng, có thể mỗi ngày gọi lên gặp người trách nhiệm mà anh chống cái gì độc tài, ok tôi cũng muốn sửa, sẽ sửa từ từ, bây giờ mình hợp tác mình làm, thì mình cứ nói chuyện đi, nó phải thôi chứ. Nhưng mà tôi nói tới lần thứ 10 mà anh vẫn còn vì lý do nào anh vẫn lúc đó đó nhá, là có vấn đề, một Nguyễn Văn Hải, một Hoàng Minh Chính cái gì mà cho đi mò tôm thì chỉ xin lỗi nhá, có người mà lao ó thì cũng chỉ 2 ngày thôi. Bởi vì anh là cát bụi rồi. Và khi tôi nói như vậy đó, thì cũng như là tôi áp dụng với mấy anh mà buôn lậu gạo đó. Nó đốt gạo đi để nó gây ra than khan hiếm. Để mà rồi nó lật đổ chính quyền. Ông Trương Thái Tôn là Tổng trưởng Kinh tế tới hớt hớt lại cả thiếu tướng bây giờ gạo. Thiếu, tôi bảo làm sao mà gạo thiếu. Đây, có những cái tụi này. Anh có biết tụi nào không? Dạ biết chứ. Thế à? Ngày mai gọi tất cả mấy tụi đó lên đây.
Thì đâu cả nó có độ 7-8 gia đình ở trong chợ lớn thôi, là từ thời Tây đó là nó đã buôn, nó gọi là buôn lúa non đó. À, tức là bao nhiêu lúa gạo miền Tây là chỉ có bán cho nó thôi, và chỉ có những gia đình đó là nó có quyền lực và có phương tiện để nó di chuyển gạo từ chỗ này đến kia, hay bán hay là không bán. Nhưng mà vua lúa gạo miền Tây luôn rồi đó. Đấy, thế giờ bây giờ nó thấy là khỏi đi là nó định đút lót rồi, nó thấy không được, rồi nó sợ có ngày, bởi vì thằng nào cũng là buôn lậu, thằng nào cũng là chợ đen chợ đỏ, nó sợ có ngày sau Tạ Vinh là mình sẽ tóm tới chúng nó. Bây giờ nó tạo khó khăn để nó gây khó khăn cho chính phủ. Khi thì tôi đâu có biết chuyện đó, nhưng mà những ông tổng trưởng không biết chuyện đó thì các bạn thấy gọi bảy anh tới. Ê, ngồi trước mặt tôi trong văn phòng, bảy cái ghế, xong tôi lấy bảy cái miếng giấy nhỏ, tôi bảo phần lớn là toàn tàu chợ lớn cả, mỗi anh ký viết tên của các anh vào cái tờ giấy này, viết xong đưa đây, tôi gặp lại bảy cái, tôi để vào cái nón két tôi đằng sau này, tôi bảo nha, cái đấy vấn đề gạo là như thế, gạo bây giờ Sài Gòn không có nữa, thế tôi cho các ông 7 ngày, tôi muốn nhìn thấy gạo đầy hết tất cả, chỗ nào cũng có gạo hết, và mới giá chính thức của chính phủ. Nếu chuyện đó không xảy ra trong một tuần lễ thì tôi lại sẽ mời 7 anh lại đây, và một trong các anh sẽ được vinh dự bốc thăm. Bốc thăm ra anh nào, tôi sẽ bắn ngay ngoài cột cờ đây. Nghe rõ chưa? Mình nói, dạ, thưa ông Trần. Không cãi, đi về. Nghe rõ chưa, đi về đi. Mẹ, hai ngày sau thôi. Đó bàn với nhau, làm gì. Cái lên thì tung. Hình như chỉ 24 tiếng rồi sao, ông tầm trưởng tới cười tươi lắm, dạ thưa thương thương gạo đầy hết tất cả. Anh thấy không? Thao cũng dễ sợ. Có. Nhưng mà đấy, trừng trị, không? Là mà họ một tụi này nó làm ngay, bởi vì nó biết tôi nói tôi sẽ làm, chứ không phải là tôi nói dẫn với nó đâu, không phải tôi nói thế rồi nó mang tiền nó mua chuộc tôi được đâu, là bởi vì nó nhìn gương Tạ Vinh đấy. Thế thì nói cái người dân đó, nếu mà mình dùng những biện pháp như vậy, thế là dứt khoát. Hay những cái anh activist, tôi bảo đây bây giờ tôi sẽ không có bắt nạt, không có độc tài, không có áp bức gì cả này. Nhưng mà anh tiếp tục cái này đó, mổ tôm đấy nha. Còn vấn đề Phật giáo, tôi nói với các anh em đấy chứ, tại sao mà cứ cấm cái ông Quảng Độ với lại ông Huyền Quang để ông thành lập, cho họ thành lập thế? Tại sao cứ bắt họ phải vào trong mặt trận Tổ quốc để làm gì? Bởi vì thứ nhất đó, nói về tôn giáo đấy, có thể mình nghĩ là họ ngớ ngẩn, họ ngu hay là gì, nhưng mà đã nói chuyện tôn giáo thì không ai có thể diệt được cái lòng tin của con người đâu. Bởi vì cái lòng tin nó là, đã nói lòng tin là tôn giáo là toàn ngớ ngẩn hết. Anh chỉ có thể giải thích và anh chữa những người khôn ngoan thôi. Nhưng khi nó đã tin chuyện ngớ ngẩn rồi, nó đã điên rồi, anh không có gì để nói phải trái. Vậy một khi anh đã không thể nghĩ là không diệt, thì bây giờ họ muốn cho phép họ đi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, cái không nghĩ rằng đặc biệt với Phật giáo Việt Nam đó, từ mấy chục năm nay là ở ngoài hải ngoại có Phật giáo, gọi là hải ngoại của ông Tâm Châu, của ông này mạnh lắm, mà bây giờ anh cho Phật giáo mấy Quảng Độ này trong nước này thành lập cũng Phật giáo thống nhất nữa đó, thì lập tức anh sẽ thấy có sự rạn nứt giữa hai ông Phật giáo trong và ngoài nước. Thế có phải anh tạo ra cái sự giãn nứt của họ để anh ngồi giữa ngư ông thủ lợi không? Tại sao anh lại cứ phải đàn áp mấy người này để làm gì? Đấy. Thành ra một mặt tôi nói với họ là nếu vì kỷ luật quốc gia, vì xây dựng phải kỷ luật thắt, sắt thép, ok. Còn những chuyện mà lầm ca lầm cẩm kiểu như Lý Tuất xã xệ mà anh công an phường quận bắt nạt người này người nọ, tới gác ở cửa không cho gọi telephone, trò con nít. Một chính quyền của một đất nước không bao giờ làm trò con nít thế cả, nghe rõ chưa? Bởi vì anh làm như vậy thì tất cả người, cả thế giới, chứ đừng nói quần chúng nữa, quần chúng đã đành họ nhìn thấy hết chứ.
thì có thể vì lý do là họ chưa lật đổ, họ chưa đá đít các anh được, nhưng mà các anh không bao giờ mang lại một sự kính trọng. Mới một chuyện giản dị như vậy, tại sao không biết nghĩ để mà làm như vậy đi? Các anh thấy lúc tôi còn lên cầm quyền còn loạn ly hơn nhiều, tôi cũng chẳng có đảng nào để dựa mà nữa. Nhưng mà lấy cái lẽ phải về đất nước, một mình thôi, cương quyết tôi là anh nào mà đi sai con đường là chặt ngay, cách chức này, trung tướng tư lệnh cách chức này, có thằng nào dám làm gì đâu.